Hello tất cả anh em. Như đã thông báo trên The Stream, tôi sẽ được đặt chân đến xứ sở chùa vàng, đó chính là đất nước Thái Lan xinh đẹp. Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự, như là hồi hộp và háo hức khi được nhà phát hành EA Sports FC Online Việt Nam mời tham gia cái sự kiện lần này. Như đã hứa với anh em thì ở chuyến đi lần này tôi sẽ quay một cái vlog để về làm kỷ niệm, cũng như là cho anh em biết là sự kiện và đất nước Thái Lan sẽ có những gì. Đồng hành cùng tôi trong cái sự kiện lần này thì sẽ có anh I Love FC Online và anh Quốc Cao Quang. Bây giờ thì đang là tầm 7 giờ sáng và khoảng chắc là 7 rưỡi đến 8 giờ kém thì tôi sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài. Thì hẹn anh em ở sân bay nhá. Ủa, hello anh em, và sau một khoảng thời gian là tầm chắc một tiếng ấy thì tôi đã làm các thủ tục check in các thứ thành công rồi và đi vào đến phòng chờ rồi. Khoảng bây giờ đang là 8:20 rồi thì khoảng hơn một tiếng nữa thì tôi sẽ bay. Thì cũng không hiểu là chả hiểu anh Quang anh Tú đâu mà mình không nhắn tin mãi không được. Bây giờ không biết là tìm nhà. Kìa rồi. Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Anh đi đâu đấy? Anh hẹn có ma thú bên Thái. Ông hình như ông ma thú cũng hẹn em luôn. Anh hẹn gặp nhau mà. Thế anh gặp bên Thái à? Anh sang Thái Bangkok, thằng Thái. Bangkok cái gì? Đúng, em cũng Bangkok. Chuyến nào mấy giờ? Mấy giờ bay? Em đi chuyến mấy giờ nhỉ? Thì 9:15 rồi đấy. Ơ, thế đi cùng anh à? Chuyến anh rồi. Thế là mỗi anh em mình thôi à? Hay là cả anh cả mày à? Ok. Rồi em tưởng ông ấy mời mỗi em. Em mà bảo tâm sự cực kỳ ông làm mỗi ông. Mỗi ông làm. Đùa à? Thế thôi. Một tí à? Thế còn ai không anh? Anh không biết. Thế bây giờ đâu, bảo mỗi anh sang bên Thái. Nhưng mà bây giờ anh ăn gì chứ? Em sáng bị vội quá, chưa kịp ăn gì. Hôm nay anh đói dã man, sáng dậy pha đi luôn. Thôi bây giờ có gì bọn tôi vào ná bát phở nhá. Ok anh em ơi, tôi sẽ phải vào là bát phở anh em ơi. Em đợi tí nhá. Đây anh em ơi. Uầy. Đây, cái bill anh em ạ. Lần đầu đi ăn phở sân bay của em. Chát này. Uầy. 30 gần 40 đô. Cái bill của bọn tôi là 37. 38 đô. Là bao tầm tiền nhỉ? 9 lít. Triệu. 9 lít của bác phở. Rất cam. Quả này vào trong Hà Nội nội thành anh em tầm 5 xịch. Uầy. 6 xịch tầm. Rồi anh Tú xem nào đỡ em phát nhiều quá. Em làm gì có đâu. Anh đóng tiền mặt anh tưởng. Em thế vừa. Anh đeo cho chỉnh quản thì mới đỡ cho anh cái. Bây giờ hôm nay như này hay là anh mình làm tí vòng quay đi, vòng quay. Em biết anh cho vòng quay không? Nói phở wow. Wow dã man nhỉ. Đức cam. Hôm nay anh em tôi sẽ vào quay học đêm nhá. Đây ok anh ơi. Rồi. Em Hải nhá. Anh Tú ok. Hải Tú luôn anh. Hải Tú nghe như là vợ sếp ấy nhỉ. Sếp luôn ạ. Ok nhá. Đây. Cảm ơn em nhiều nhá. Rồi nhá anh em ơi. 3-2-1 quay này. Đang thẳng anh quá. Anh quay chuẩn ôi. Là sẽ phải trả tiền nhá. Ôi. Quay vào ai là biết trả đúng không anh? Ôi xôi xôi xôi. Đời. Ôi, anh Tú của tôi, đúng là anh Tú yêu của tôi. Anh Tú thương em, anh Tú cứ nói. Ok anh em ơi. Vợ nhìn video này chắc xót đấy. Ôi, phải 1 triệu ạ. Ôi, mất 5 lít. Xem anh Tú ăn. Được không anh? Mềm, ngọt. Ngọt luôn à? Ui. Xứng đáng không anh? Xứng đáng. Nó gọi là đắt. Cái con này tính ra mỗi miếng là tầm 50. Đắt sắt ra miếng đấy. Đúng. Một miếng bò này mà bắt thử. Mềm, đây để em thử. Rồi anh em ơi, bây giờ tôi sẽ phép anh em là thử phát. Thử quả phở bò Wagyu phát anh em ạ. A few minutes later. Ở đây anh em ơi, tôi vừa ăn xong bát phở với cả anh Tú. Được anh Tú mời. Em húp hết mà. Húp hết luôn. Chưa bát phở đâu. Ngon như bát phở anh Tú mời cả. Bây giờ thì sẽ ra sân bay anh em ạ. Vừa ăn bát phở anh Tú mời xong thì lên máy bay. Tôi lại được bên phía máy bay mời ăn một bữa ăn nhẹ. Thì đấy, như anh em đã thấy thì bữa ăn nhẹ trên máy bay thì sẽ có một chút bánh mì kẹp giò chả, một ít hoa quả và một cốc nước ngọt. Rồi tôi đang no quá, tôi chắc là cố một tí vậy, cố ăn một chút xong rồi sau đó chắc là chợp mắt một tí. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở Thái Lan nhé. Đây rồi anh em ơi. Và sau gần 2 tiếng bay thì chúng tôi đã chính thức đặt chân đến đất nước Thái Lan.
Bây giờ thì bọn tôi đang di chuyển ra bên phía khu vực nhập cảnh. Anh em ơi, sân bay Thái Lan này rộng dã man. Bọn tôi đi mãi, nãy giờ mò cả chân rồi mà vẫn chưa thấy ra đến nơi. Và sau khi làm các thủ tục nhập cảnh xong thì chúng tôi sẽ được anh hướng dẫn viên chắc là dắt đi ăn nhẹ một chút và sẽ đến dự cái sự kiện ngay cho kịp giờ. Đó, ôi tôi háo hức quá. Chỉ còn một lúc nữa thôi là bọn tôi sẽ được gặp ma thú thôi. Ôi, không biết ông ma thú ở ngoài trông như thế nào nhỉ anh em nhỉ? Đây anh em ơi, bây giờ ra check out xong rồi sau đó đi ăn rồi anh em đi cùng tôi nhá. Đi thôi. Ôi anh em ơi, tôi vừa đến sân bay và được gặp mấy anh bên hướng dẫn viên và nhận được cái thẻ này là thẻ Food Boy. Và bây giờ tôi sẽ đi vào đây này, Magic Food Boy. Bây giờ vào đây để ăn. Và bây giờ anh em cùng tôi xem là bên trong này có gì nhá. Trong này, trong thẻ này thì được anh bên du lịch giới thiệu là có 900 à? 900 bạt tương đương với 30 đô. Đó, bây giờ sẽ đi vào đây anh em ạ. Anh em đi cùng tôi nhá. Phở Hà Nội đây anh. À, đây đồ Hà Nội này. Phở Hà Nội này. Rất nhiều món ngon luôn đấy. Ôi. Món này ngon, em đặc sản đấy. Ok anh ơi. Ok. Làm 2 phát nhỉ? Cho 1, 2 phát và múa bát nước canh nữa. Xíu. Anh Quang uống gì đấy? Vịt quất đi. Sinh tố Việt quất à? Ngon quá nhỉ. Ở đây có được thử không anh? Đây là 2 cốc. Sao này bán lại 50 bạt được không ạ? Bạn 4 năm. Bán lại tôi đang gấp quá. 4 năm bán 2 cốc phải 50 được, lãi luôn gì. Thôi thôi mà vô qua thử đọc nào. Ngất này, ngất này, ngất này. Phê và sườn nó cũng ngất luôn này. Quậy. Bát vãi. Ok, tôi chắc cũng gọi cái này thử được. Thế thôi, ra anh em mình soda với quất nha. Hay là mày một cái tím, một cái đỏ khác hay gì, sinh tố giống nhau. Sinh tố với soda khác nhau mà. Thế nào? Ê, trong này giống kiểu ê ông nhỉ? Nhưng mà chỗ này phèn hơn ê ông nhiều. Thì nó vẫn chưa ổn. Lâu nhưng cũng cần giống ấy. Cần giống hay không nhỉ? Bị đâu cũng cần giống không hiểu thật. Tìm chỗ ăn thấy khó. Có khi anh nào một lớp cam ép một cái mang đi. Cái này tiêu hết sao được 900 bạt? Không tiêu hết được. Thì người ta bảo hết 200 là cùng mà. Đó 200 thôi. Ăn về uống thôi, một đồ ăn một đồ uống là hết 200 bạt là cùng mà. Ok, ở đây là bao nhiêu đây? Tôi tiêu 165.000 tiền nước này. Sẽ còn đâu đó khoảng 735 nữa. Ôi giời ơi. Tiêu này phải đến 5-6 bữa đấy. Thế thôi em ở đây không đi đâu nữa, em cứ ở sân bay em sống mai mai gọi có nói mệt nha. Ừ, tôi sáng cá luôn lên sân bay. Đồ ăn của tôi, sẽ là món tôm sốt cay. Còn em thấy ống sốt nguyên một muỗng đường như này. Huy là ăn mì trộn. Mì trộn. Ăn thử đi em. Đó, đây là tôi có một lon cốc soda Việt Quất. Đây đây. Tôi với anh 160 tương ứng với đâu đó khoảng 100.000 quát tiền Việt. 100.000. Ở đây là chơi quả ta ba quả trứng. Tôi chưa là cái sức chơi là được 3 quả trứng một phát này. Hơi dư. Hơi nhiều chất đấy. Anh Tú review nó xem nào. Ở đây anh em này, ăn chuẩn này chúng ta sẽ có một miếng tôm này, một ít trứng này, cơm này. Đây à. Ngon không anh? Vừa á, hổ vị á. Ngon, có ngọt, có cay. Cay này có mắt. Thơm, trong mắt tôi này nó. Được. Nghe có vẻ hấp dẫn quá nhở. A few minutes later. Ôi à, tối này đi. Tớ thấy đường dẫn đi massage khỏe. Tối này. Nhưng mà ở thủ đô không có massage khỏe. À, nó chỉ có massage mệt thôi. À, bắt tại già nên mới có massage khỏe. Dạ. Ủa thế, đi massage ở đây là phải mệt anh? Cái tòa nhà cao cao mà xoay xoay. Ba giọt. Ở dưới đấy có luôn. Ở đó có nhưng mà đó là không chất lượng đâu. Dạ. Thì mình có thể là đi qua chỗ khác. Rồi bây giờ lận 2.000 bạc tối nay đi massage được không? Ôi anh em, bây giờ thì tôi đã đến với cả khu nơi tổ chức cái sự kiện để gặp ma thú rồi. À, đây là bạn Huy. Mọi người. Huy sẽ là người gọi là dẫn đoàn nhỉ? Dẫn đoàn.
người bên nhà phát hành, người bên Epson Line để dẫn bọn, hướng dẫn bọn tôi trong cái chuyến đi đến sự kiện lần này. Đây là cái trung tâm thương mại tên là gì hả Huy? Xem Paragon. Xem Paragon à? Ê ông anh. Ôi, quá nhờ. Được mà anh. Anh em mình có gì tiếc thì em tiếc cho anh không à? Ok. Ui. Nhiều thứ hay quá. Ôi, nhưng mà công nhận sang Thái này thích thật anh em ạ. Sang Thái này không không muốn về luôn. Ô, người bạn của tôi. Một người bạn Thái Lan của tôi. Nếu mà anh em nào xem giải nhiều thì có thể nhận ra đây là người bạn Thái Lan. Hello, my friend. Oh, my friend. Hello, everybody. Hello. Phone, my friend. I'm Phong Tung from If You Like Caster, Thailand. Yes, you remember me? You remember me? Yes. Điều nào? Cầm tay. Lee Harry. Yes. Lee Harry. Oh. Cut. Okay. Lee Harry, my friend. Lee Harry, my friend. The phone, my friend. Programmer. No, what more? I'm come to new team. Seven TV. 31 this month. I play the final round. You go Korea. No, Korea. April. Three team and a final round. Two team go to Korea. Nice hope to see you. Nice to meet you. Thank you. Bạn bình luận viên của Thái Lan ở ép giải này đi về mấy giải rồi? Yes, Carnival, ép siêu lại Carnival, Thái Lan. Ok, giải áo. Wow, anh em nhớ wow. Cái hồi ức mà ma thú vô địch Vân Phúc vẫn còn in nhớ trong tâm trí tôi. Từ lúc đấy tôi vẫn chưa sinh ra các bạn ạ. Lắc cái vòng tay này xong sẽ chọn xài áo. Oh, thank you. Wow. Poster ma thú. Ở đây phải có chữ ký luôn nhỉ? Thì nó xin chữ ký vào đây nhỉ anh nhỉ? Đây là tôi. Xong mang về làm kỷ niệm là đẹp rồi. Đây là bảng chọn sai. Bây giờ chúng tôi sẽ được nhận một chiếc áo mà nhìn XL này. Không biết size của mình là size gì luôn anh nhỉ? Cho em XL, em vừa lấy một cái XL rồi. XL. Và anh em ơi, tôi đã vừa mới thử cái áo được bên phía FC Online phát cho chiếc áo Lothama Suit kết hợp với FC Online. Thì thật sự rất vừa anh em ạ. Ôi, ma thú bằng xương bằng thịt anh em ơi. Đây anh em ơi, ma thú đây rồi. Ôi, ma thú anh em ơi. Ma thú bằng xương bằng thịt luôn anh nhở. Anh em, ma thú bằng thịt. Wow. Ui. Ma thú anh em ơi. Ma thú thật sự luôn. Ui. Ma thú bảo ma thú FD phát em. Hả? Tí bảo ma thú FD phát. Không biết ông mày có 255 không nhỉ? Tí test cá. Để hỏi ông phát. Ui. Ở đây chứ là ma thú ấy các bạn. Và đây là cái hình ảnh mà lúc các bạn KOL của bên phía Thái Lan đang được giao lưu và chụp ảnh cùng với cả ông ma thú. Thì một lúc nữa thôi thì tôi cũng sẽ được lên chụp ảnh cùng. Đó. Và anh em ơi, ngày hôm nay thì tôi cũng có một cái content nho nhỏ. Đấy, nó liên quan đến cái gì thì anh em đợi một lúc nữa nha. Đó, đây là ảnh tôi được chụp cùng ma thú. Anh em ơi, ngày hôm nay tôi sẽ làm một content đập ma thú trước mặt ma thú luôn.
mong là cái vía của Manu sẽ phù hộ tôi. Nào, 1, 2, 3. Okay. Lên không anh? Lên không anh? Lên. 1, 2, 1. Lên! Ui! Ok anh em. Ok ma thú. Mê chưa? Ma thú ngay đây anh em. Ngay trước mặt luôn này. Ok. Ok. Ủa, hello anh em. Và sau khoảng 3 tiếng dự sự kiện Lothamathut đến Việt Nam đến Thái Lan thì bọn tôi cũng xong việc rồi. Thật sự là mệt quá anh em ạ, đi từ sáng giờ, bây giờ là 5 giờ hơn rồi thì chắc là bây giờ mới được về khách sạn này. Thì bây giờ tôi cùng với cả anh em sẽ di chuyển về khách sạn để thay đồ cũng như là cất đồ, cất hành lý, xong rồi nghỉ ngơi một lúc rồi chắc là sẽ đi ăn tối anh em ạ. Thì bây giờ bọn tôi về đấy, một ngày là được gặp ma thú thì thật sự là rất là vui nhưng mà cũng hơi mệt. Khách sạn thì ngay gần chỗ sự kiện thì khoảng 50 mét thôi, đi một lượt nên bây giờ bọn tôi sẽ đi bộ vào khách sạn này các bạn. Quá gần luôn, không phải đi ô tô luôn. Ok anh em ơi, thì sau một chắc chỉ khoảng 5 phút đi bộ thôi thì bọn tôi đã về đến khách sạn rồi. Khách sạn lần này bọn tôi ở sẽ là Novotel ở Thái Lan. Và bây giờ thì tôi cùng với anh em sẽ lên phòng. Mỗi anh em được một phòng riêng anh em ạ. Ok, lên phòng thôi. Tất cả anh em tầng 14 nữa. Ok. Thế em về phòng nhá. Tí nữa anh em gặp. Ok anh. Rồi anh em ơi. Mệt quá. Về phòng một phát. Phòng của tôi là phòng 1429. Đây, bây giờ sẽ review cho anh em xem quả phòng khách sạn. Không, khách sạn này đẹp ấy. Khách sạn này là khách sạn Novotel này là nó cũng giống với cả khách sạn mà đợt tôi thi đấu SEA Games ở ngoài Hà Nội, cũng tên là Novotel luôn. Thì không biết là Novotel ở Thái Lan nó có xịn sò bằng không. Đây, đầu tiên nhá, đầu tiên tôi có kinh nghiệm mà ấy. Đi khách sạn là đầu tiên phải anh em phải gõ cửa vài cái trước khi lấy phòng đấy, tâm linh một tí. Không rồi. Đây, vào phòng thôi, quẹt cái thẻ. Ok, xanh rồi, vào phòng anh em ơi. Ok anh em ơi. Uầy, phòng led luôn đấy chứ đùa đâu. Đây, thẻ này có hai thẻ riêng nhá. Một thẻ để mở chìa khóa phòng, một thẻ là để cắm điện nha. Đấy, bây giờ sẽ vào phòng review cho anh em xem quả phòng khách sạn bên này. Đây. Rồi, để đồ tạm đây đã. Xem phòng như nào. Đấy anh em ạ, phòng này cực kỳ đẹp luôn. Một mình mỗi người một phòng luôn. Tha hồ làm gì làm. Đây. Bây giờ thì chắc tôi sẽ vào phòng xong rồi sau đó tôi sẽ quay review tiếp cho anh em nhé. Đợi một chút nhá. Đây rồi, đây rồi, đây anh em ơi. Tôi vừa mới cất đồ, cất hành lý một tí. Thì bây giờ sẽ review cho anh em căn phòng tôi sẽ ở Thái Lan này nhá. Thật sự rất rộng rãi luôn. View rộng. Đây. Giường đôi luôn. Có giường, có ghế sofa để nằm để ngắm cảnh luôn. Tivi to đùng luôn này. Tivi to đùng đùng luôn. Đây, view thì sẽ là nhìn ra thành phố Bangkok. Đấy. Và view nhìn đây là gọi là city view. Nhìn thẳng thành phố. Ui, ở dưới còn có cả hồ bơi luôn mà. Cái gì nhỉ? Ui. Phòng cho một người mà. Cái này là Thái Lan chu đáo thế nhở. Đây anh em ơi, giờ thì tôi sẽ review cho anh em xem quả nhà tắm với nhà vệ sinh ở bên khách sạn này. Nói chung thì nó khá là bé. Đây, nhưng mà được cái là Thái Lan Việt Nam đúng là anh em. Có cái xịt đít anh em. Đấy là cái mà thật sự nó rất cần thiết. Đây, cái gương, còn đây là một cái bồn tắm đứng. Đấy, chỉ có vậy thôi, nhà tắm thì bé bé xinh xinh thôi. Đó. Bây giờ thì chắc là xin phép anh em là tôi sẽ đi tắm một cái cho tỉnh táo xong rồi. Tại vì cũng hẹn mọi người là tắm xong rồi xuống đi ăn ấy. Thì tôi tắm xong rồi tí nữa đi ăn của mọi người thì tôi lại tiếp tục quay cho anh em xem nha. Bye bye anh em.
Okay. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra khu vực của Sun Covid. À, Sun Covid này đó là khu vực là cũng giống như là phố Tây luôn. À, tập trung là tất cả các chuỗi khách sạn dành cho người Ấn Độ, dành cho người Hàn Quốc và dành cho người Nhật Bản. Yeah. Và một trong những cái ăn. Vậy bây giờ là bọn tôi sẽ có mặt ở chỗ ăn tối. Quán này tên là gì nhỉ anh nhỉ? Đây là quán, một trong những quán Michelin. Quán là được đánh giá Michelin đúng không? Theo tiêu chuẩn cao đấy. Thế giới luôn. Bàn của mình đây anh. Quá trời đồ ăn luôn. Ôi trời. Ôi. Vào đây cái đây là cuốn kiểu thịt kho này, không nhục này. Đây là món cua sốt trứng à, cua trứng à. Thịt cua xào trứng đúng không? Và mực nè. Ôi anh cảm ơn. Có giống cà ri à. Có những nước gì nhỉ, làm con nước uống cho ngon. Đó anh em ơi, rất là hấp dẫn, đói quá rồi. Chắc là bây giờ tôi sẽ cùng với anh em thưởng thức bữa tối thôi anh em. Ok. Mời bác, mời mọi người ạ. Mời ăn thử anh em ơi. Ủa cái mực này nó cay cay đầm đầm. Nhưng mà cái vị tươi nó không được, không ok lắm. Bây giờ nó tươi. Mực ngon ha. Ăn không? Nhưng vị tươi nó ghét được. Đâu anh em biểu diễn cho em phát. Đây. Anh em xem anh em qua mà hướng dẫn thôi. À, thế này tắc gì anh ạ? Không phải, nó đặc trưng của món Thái rồi. Quan chỉ biết món này nào. Nó khỏi à? Cho mỗi thứ một tí ấy. Này anh em lấy tay cho tiện. Dạ. Yeah. Cái cong cong ấy là cái gì, những cải á? Cái bắp à? Đây. Đấy. Xong rồi em vào khu khác, mình chỉ lên lấy vừa vừa bắp. Em xin, em xin. Ai rồi? Đây, một cuốn cuốn tí một này. Một cuốn bắp cải. Thế nào em? Ăn được không? Tay. Ngon lắm. Ngon. Không ngon quá. Ngon lắm. Ăn gì rồi em? Rồi. Mất gà rồi ạ. Ăn gì rồi em? Gà đậm đà.
Đúng không anh em ơi? 2, 3, go! Mà tôi vừa mới ăn xong và no quá anh em ơi. Thế bây giờ quyết định là tất cả anh em sẽ cùng nhau thuê túc túc để đi ra Bixi mua sắm. Đây anh em ơi, chúng tôi đang có mặt trên chuyến xe túc túc. Uầy, bên này thì giá thuê xe túc túc thì nó cũng không quá đắt, chỉ từ 100 đến 150 bạt thôi. Ôi nhưng mà túc túc bên này đi nhanh kinh khủng anh em ơi. Đi nhanh lại còn phanh gấp. Ôi đi sợ luôn. Lần đầu tiên tôi đi tôi kiểu bị sợ anh em ơi. Uầy, ông chú này già mà đi cháy lắm. Lái vèo 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 nhanh hơn cả ô tô luôn. Xong rồi gần đến đoạn rẽ là phanh kịp phá. Uầy, tí nữa tôi rơi ra ngoài luôn mà. Nói chung là một cái trải nghiệm khá là thú vị, như kiểu anh em đi tàu lượn siêu tốc vậy. Ok anh em ơi, và bây giờ thì chúng tôi đã đến Bixi. The next day. Hello tất cả anh em. Trời ơi, ngày hôm qua thì buổi tối khi mà đi Bixi cùng cả đoàn, điện thoại tôi lại hết pin. Nên là không quay được cái gì cho anh em vào cái buổi đi Bixi tối qua cả. Xong rồi đi mua đồ về mệt quá. Thế là anh em sập hết luôn, chả đi đâu nữa, tôi cũng thế. Về phát ngủ luôn, đến tận bây giờ. Bây giờ là ngày thứ hai rồi. Thì mọi thứ đã chuẩn bị đã đầy đủ rồi. Thì anh em bây giờ trước hết là 7 giờ sáng rồi. Thì anh em cùng tôi đi ăn sáng nhá. Đi. Ăn sáng một lúc xong rồi bọn tôi sẽ đi tham quan. Thế bảo đi thuyền trên sông. Thế là đi chùa anh em. Xong rồi sẽ ra sân bay về thôi. Thế là chuẩn bị kết thúc chuyến đi Thái Lan rồi. Đây anh em ơi, đây sẽ là bữa sáng của tôi ngày hôm nay. Đó, nó sẽ chỉ có một chút salad này, xúc xích, một chút phô mai, thịt hun khói. Đó, bữa sáng nó tôi nghĩ là này là healthy, cốc qua nước cam cà rốt nữa. Rồi, và bây giờ sẽ anh em ăn cùng tôi nhá. Mời tất cả anh em. Ok anh em ơi, và sau khi ăn sáng xong thì tôi đã về và sắp xếp lại đồ đạc hành lý để chuẩn bị check out trả phòng. Và bây giờ thì tôi sẽ xuống trả phòng, sau đó là đi tập trung cùng anh em đi chùa và cũng như là đi tham quan sông nha anh em. Chờ tôi nha. Và anh em ơi, như những gì anh em đang thấy thì đây là một cái tòa nhà rất nổi tiếng ở Bangkok. Đó là một tòa nhà bị bỏ hoang đã hơn 20 năm rồi. Và nó còn được mệnh danh là Tháp Ma. Tòa nhà này mang tên là Sathorn Unique. Thì đây cũng là cái phim trường của một bộ phim rất nổi tiếng bên Thái Lan. Một bộ phim kinh dị mà tôi nghĩ là nhờ anh em đã biết. Đó là phim Giao Ước Chết anh em ạ. Uầy, nhưng mà nhìn từ xa cũng thấy là cái sự tôi thấy hơi rợn rợn người đấy. Đó, tòa nhà chọc trời bị bỏ hoang rất lâu rồi.
Hello tất cả anh em. Và bây giờ thì sau khi đi du thuyền thì bọn tôi sẽ ghé thăm vào trong chùa ngay cạnh con sông này thôi. Chùa, sao tôi nhớ thì anh hướng dẫn viên bảo là chùa Watanagata, không nhớ rõ tên nữa, nhưng mà chùa này, trong chùa này nó rất đẹp luôn. Tuy nhiên thì vào chùa thì bọn tôi không được quay chụp gì cả, nên là chắc là tôi với cả mọi người sẽ vào trong chùa này để làm lễ một tí, rồi sau đó là sẽ ra ngoài và bây giờ sẽ di chuyển ra sân bay. Đây là quang cảnh ngoài bên ngoài của chùa. Rồi các ơi, đây bọn tôi vừa vào trong chùa cầu lễ rồi, cũng được làm cái lễ và là nhà sư phất phất cho hết nước thánh, cầu may mắn, cầu bình an. Và bây giờ thì tất cả anh em đã xong rồi, sau đó thì bây giờ sẽ ra xe và lên đường ra sân bay. Nắng quá anh em ạ, hôm nay thật sự luôn, thời tiết nóng dã man luôn. Nóng anh đúng nóng dã man. Bọn tôi cũng vừa vào chùa gọi là cầu may mắn rồi, thành ra là hứa hẹn một năm mới anh em hung lổ rồi. Hai anh em đi chơi đi vào chùa thỉnh cái gì đâu cũng công đức nhiều lắm, nhất là thỉnh cái gì xin nhiều quá. Ok anh em ơi, và chúng tôi đang có mặt ở sân bay. Thì tôi cũng chuẩn, anh em mình cũng chuẩn bị nhanh nhanh ra sân bay thôi. Rồi bây giờ sẽ ăn ăn nhẹ một tí rồi check in lấy vé các thứ. Thực ra là bọn mình bay thì 4 giờ mới bay, nhưng tại vì đi cùng đoàn Hồ Chí Minh, anh em bay trước thì nên là đoàn Hồ Chí Minh rồi. Anh em cũng tách được cũng khó. Đoàn Hồ Chí Minh sẽ bay vào lúc 2 giờ, còn bọn tôi thì 4 giờ chiều mình mới bay. Bây giờ sẽ cùng mấy anh em ở ngoài Bắc này, thì anh em miền Nam thì đã đi trước rồi, đang tính vào Chinatown này ăn anh em ạ. Rồi, cho anh em xem menu. Để cho anh em ví dụ cơm vịt quay Bắc Kinh này, hoặc cơm ba chỉ này, nói chung tầm 200 anh em mình có tầm khoảng 1000 bạt ăn. 1000 bạt cơ mà. Thì nó thoải mái. Hôm nay bọn tôi thì phải bắt ăn hết 1000, không ăn hết 1000 thì bị ban tổ chức bắt ăn hết 1000 thì phải hoàn lại tiền. Nên là chúng tôi sẽ phải cố gắng ăn hết 1000 một người. Với lại anh em cũng ăn dư rất là nhiều nữa nè. Bây giờ hôm trước bọn tôi vẫn còn dư tương đối nhiều tiền lẻ nữa nè. Cố gắng ăn. Dù anh em nhìn cái suất đây tầm 200 nhân lên tầm 150, tầm đó. Đúng rồi. Dưới 200 cũng bình thường. Thì nó cũng không phải là quá đắt. Với một cái suất đồ ăn thì rất là đẹp và sạch sò như thế này. Anh em mình thử lượn xuống dưới kia tí rồi quay lại đi. Ok, thử lượn dưới nhá. Anh em mình thử lượn nhá. Ok rồi, tôi sẽ lượn rồi tí. Sushi nữa này. Bật mí cho anh em một điều là sân bay của Thái Lan là sân, một trong 10 sân bay rộng nhất thế giới. Sân bay của Thái Lan là có diện tích là 32 km². Và tôi được anh hướng dẫn viên bảo là sân bay của Thái Lan này bằng 1/100 của diện tích thành phố Hà Nội. Tôi không biết là tin là chuẩn chưa, anh em nào biết thì xác thực của tôi với. Nhưng mà phải công nhận một điều là sân bay Thái Lan này rộng thật, đi mãi không thể hết được sân bay rồi đấy. Sân ga quốc nội với ông quốc tế của bên Thái Lan này là sẽ là cùng một sân bay luôn, chứ không tách ra như bên sân bay Nội Bài của chúng ta. Có cả Starbucks này. Mình cứ xem menu đi, mình ra xem menu đồ ăn của Thái đi, ở restaurant đi mà. Xem của menu phát xong rồi mình chốt này. Đây có rất là nhiều đồ ngon này. Nói chung nó cũng chỉ loanh quanh tầm 200-300 một suất. Nói chung là giá chung rồi, nhưng mà quan trọng là anh em mình thích ăn gì thôi. Đây là đa số đồ Thái, nhìn tôm. Phạt Thái này, phạt Thái này. Thì mình biết là đây là đa số là đồ Thái. Mấy cái đồ Thái em nghĩ là hôm qua mình ăn rồi ấy. Hay là mình sang ăn thì chia thao đi. Anh em mình tạo sau đi. Bạn tiếp dưới cái sẽ có gì. Đi tiếp nha. Aroy like to shop for bad food. Rất nhiều đồ ăn luôn. Đúng là đi mãi không hết được rồi, cái khu đồ ăn này thật. Đấy. Nước ép này, juice land này. Tí ra thử quả dừa mất. Đây kia là anh Quang. Mà cơm tiếp thì mình thấy là chỉ có chia tha thôi, quán vừa rồi anh mình thấy Thái là ok nhất ạ. Em thấy ok. Đây quay lại xa chân đi. Đi qua xa đi.
mua gì chưa? Được chốt gì chưa? Chưa. Thế bạn chia thao này. Tôi nghĩ là anh em đi ăn khác. Mát xa chân. Em mình ăn gì nhá? Anh nghĩ chia tao. Em chia thao rồi. Thế anh Quang mời bạn ăn gì? Bạn ăn gì khác đấy? Khá là ngon nha. Nếu như mà hôm nếu như mà anh vào cái Icon Sea ạ, thì anh mua cũng chỉ có 30 chục thôi. Đúng rồi. Trung tâm thương mại mà toàn đồ hiệu. Tiếc là anh em không đủ thời gian đi chơi ở đấy đấy. Nếu như mình tách đoàn ra thì mà có một hướng dẫn riêng và xe riêng ấy, chắc chắn là mình vào đấy. Rồi thôi, không sao ạ. Thế vào. Thì anh em mình có thời gian anh em sẵn sàng. Để dành được. Để dành để lần sau, lần tới anh em. Còn thiếu sót thì Rana lại mời anh em mình lại đi. Đúng rồi. Ok. Thôi anh em ơi. Chắc là anh em mình chốt vào quán ngồi cho ấm bụng. Chia thao nhỉ anh nhỉ? Ừ, ok, chốt vào chia thao nhá. Đây anh em ơi, hôm nay bọn tôi với anh Tú quyết định là vào chia thao. Ngồi và hôm nay bọn tôi được phía ban tổ chức cho mỗi người 1.000, tổng 2.000. Và là phải ăn hết trong sân bay luôn. Nếu không ăn hết thì không được về Việt Nam. Thế là tôi với anh Tú quyết định vào chia thao. Và họ mấy món nhưng không biết là có đủ không ạ? Có được hết được 2.000 không? Đây, vừa có bill em, vừa bill về đây em. Bill về rồi. Vừa bill về đây. Được không? Ủa, 18 anh. Thì anh em làm sao mà hết được? Không hết được luôn em. Vừa rồi tôi gọi hơi quá tay. Biết là anh em không ăn hết nhưng mà vẫn chưa hết tiền. 18 là mỗi ngày em hết còn 900 thôi, 900. Vẫn rẻ. Vẫn chưa thể hết được. Thế thôi, thế nên anh em mình lại. Lại đi tiếp. Lại phải đi tiếp rồi. Lại phải sang quán thứ hai mới tiêu hết được cái đống tiền này anh em. 100 chắc đi cái nước ép nhỉ anh nhở? Rồi, ok. Rồi, sẽ đợi đồ ra rồi tiếp tục quay cho anh em nhá. Đợi đồ ra đã. Ok, đồ ra rồi anh em ơi. Ok, ra đồ anh em ạ. Uầy. Món gì đây em? Cơm của em là cơm vịt quay anh ơi. Vịt quay của Dehari này. Bên cạnh anh em chúng tôi có cái rau xào nấm. Cái này cải chít à? Cái chip xào nấm nhìn ngon anh ạ, nhưng còn nhỏ bé. Nem. Ở đây chúng ta có món nem này. Đây là cơm của anh Tú này. Cơm tôi là cơm tôm. Cơm rang tôm. Tôm trứng. Cơm rang tôm trứng. Ba quả tôm. Và nhìn được đấy. Cái set này là cái set là set tôm. BBQ này. 400 bạt, hơn 400 bạt. Nó có 300.000 vịt. Xá xíu này. Vịt heo quay. Heo quay rất là ngon. Anh em mua thằng quả nước nữa. Châm sâm của Trung Quốc hay sâm của Trung Quốc. Nói chung là chia ra thao thì cái món đồ nó sẽ có gia vị của Trung Quốc hết. Tổng vệ sinh của bữa này của anh em tôi hết là 1.800 bạt đấy anh em. 1.800 bạt của anh em suy ra tổng khoảng bao nhiêu em nhỉ? 1.800 bạt là tầm phải hơn triệu anh ạ. Ồ, nói chung là tầm 1.2 triệu 2 triệu 3 đấy. 1.2 triệu 3 anh em nhé. Đó, bây giờ mình mua anh em tầm khoảng 600. Rồi. Nhiều giá gì không anh em? Ăn sân bay này. Ok chưa? Một đồ ăn sân bay. Nó mê nhờ. Ngon đấy, rồi ok, anh em bắt đầu phẩm xem cái vị nó như thế nào nào. Chiến thôi anh em ơi. Rồi, ok. Mê đấy, anh nhìn ra quán. Ok. Nói chung còn mấy ruộng nữa đâu mà anh em sắp hết rồi. Sắp ruộng rồi. Còn nhé còn gì mà làm. Cố đi đâu này. Đây của em. Đây cái đũa thấy à? Thấy à? Thấy mình để xuống. Đây chính là được cái từ hôm cả hôm đầu đến cuối em đều ăn của anh Tú nhỉ? Uống được cái hợp với nhau không phải? Ăn là mới có nhau. Có ai mà đi cùng với bố nữa thì ra anh em cũng khó. Nhưng nói chuyện thì quan cái. Ok anh em ơi, bọn tôi bắt đầu thẩm nhá. Mời anh em nhá. Nghĩ anh em mình thẩm thử hai anh em cùng đưa ra cảm nhận từng món một đi nhỉ. Được anh. Anh thích chơi quả thịt trước nhá. Ok. Chơi quả đắt nhất trước đi. Chơi quả đắt nhất đi. Từng miếng một. Em miếng vịt trước đi. Vịt hỏi anh ăn đi. Anh em mình bây giờ nhá. Hai anh em tôi ăn xong đã rồi hai đã đưa ra cảm nhận này. Ok. Chấm quả xịt dầu này. Mời anh em nhá. Được mà. Ngon. Thế ra nó giòn giòn nhỉ? Ra giòn. Hớ thì mềm. Vị rất là thơm lại. Ngon. Cũng đồ chung. Cũng chút đồ chung với đồ Việt mình. Cũng nhiều. Nó ná nhau. Anh em rất là dễ à. Cũng giảm miếng thịt nữa anh em. Ngon lắm.
nhìn rất đẹp nhé. Vâng. Đấy đẹp luôn này. Cái kinh đó. Em ơi. Em xem. Đó. Trời đẹp luôn. Em anh check kinh cho bố mày, em muốn thịt cái. Ok. Ok anh em nhá. Nét luôn này. Mùi bùi ngậy ngậy. Một chút dai dai từ cái vỏ ra. Ngon. Nếu mà nói hai bữa ăn ngon nhất của tôi có lẽ là bữa này. Tối hôm qua. Tối hôm qua cũng là cái bữa rất là ngon. Hôm nay ấn tượng của thịt quay. À, tối hôm qua bữa bill của anh mình cũng cao hết đấy. Anh giò. Cái đấy bọn tôi cũng phải trả tiền. Nhưng mà tôi cũng không cho chó tôi. À, tôi cũng... Giò là 3... Giò 4.000 bạc thế nào? Không, 4.400 bạc. 4.400. Nói chung là tầm 3 triệu. 3 triệu là 6 người ăn. Chia chung cùng ra tầm mỗi người 500. Không bằng mức của em đâu hôm nay. Đúng rồi, anh mình ăn cái vua mà. 600. Vua chúa. 600 cầm rồi. 600.000 hôm nay anh em. Mỗi người 600.000. Ê, em hôm nay ăn xong ngày mai. Đi viện sinh hôm nay không dám đi đâu. Không dám đi, em đang đi mấy hôm mà em 2 hôm mà. 2 hôm à? 2 hôm rồi. Giữ giữ. Giữ mình. Giữ cho số tiền này nó còn mãi cho người. Giữ mình giàu ấy. À, ăn nhiều thịt rồi anh em phải nào. Tí rau anh em nhé. Tí rau. Cho nó xào giòn nhỉ. Ừ, xào giòn. Rau xào rất giòn anh em nhé. Đấy là mình giá là có 700.000 một phân chứ anh. Giờ ăn được món gì ta? Mình cưa rồi. À, cưa ăn thì mình tiếp theo đây. Tiếp theo anh em mình chắc là làm quả ký xà xíu đi nhỉ. Được, anh em chốt đây. Ôi, nhìn cái mình xà xíu đi, nhìn nó cũng hấp dẫn nhá anh em, nhìn kiểu nó chấm cái gì ta? Đậm đậm đà đà. Chấm thử cái sốt bên này em làm. Anh em sau bên này. Đây, mời anh em nhá. Ngon chứ? Mấy thứ thịt là nó mềm, ăn nó ngậy, nó ngon lắm. Cũng bị xà xíu. Chuẩn bị xà xíu luôn đấy. Chuẩn bị xà xíu ấy. Thử bỏ nước này nào. Nước này uống dễ uống mày. Uống một vài lần rồi, nó không ngọt quá, nó không thơm. Cái bị chảy lên sâm sâm thì sao nhỉ? Dán sâm đúng không? Còn giống... Nó là giống cái nước sâm ở trong Sài Gòn đấy. Sâm bông cúc đấy. Tên sen à. Ở đây nó ghi hẳn tên sen. Công ty game mà đấy. Hay công ty của nó. Em không biết nữa. Sao chưa tìm đủ. Tên sen thôi mà em. Đợt đi Trung Quốc em bọn em toàn uống cái nước sâm này mà. Đúng hãng này luôn á. Hãng sâm này luôn. Em đang mua long này uống. Đúng luôn à. Đúng Thượng Hải. Chính tỏ là cái đây cũng trong thương hiệu nổi của cái sâm này. Thế nó cũng biết uống không? Nhưng anh có cái vị nhá, rất là giống Đốc Tân Thanh mà. Ờ đúng rồi, Đốc Tân Thanh nhiều rồi. Giống Đốc Tân Thanh. Giống Đốc Tân Thanh luôn nhá. Y hệt luôn. Cảm giác giống lắm. Nó gần giống với cả nước sâm bông cúc ở trong Sài Gòn. Ờ, không công nhận. Uống chắc này. Nói chung là nước sâm mùa. Nó sẽ thay người. Thanh mát mát thôi. Anh em ăn nhiều thịt. Nhiều đồ cay nóng quá. Uống cái này. Uống cái này. Tôi thử cái miếng nữa đi anh em. Tôi nhiều món phải thử đấy. Thử. Nhiều món phải thử đấy. Heo quay nhở, heo quay. Heo quay đi. Không có ra giòn đấy. Quay ra kìa. Ừ, ra kìa, nghe rõ nha nghe. Nha. Nghe luôn kìa. Ừ. Cơ bản là được. Cơ bản món nào đấy ăn cũng vừa mồm thôi. Nếu kì, nó là dễ ăn. Vừa bạn. Ngon. Ngon. Xứng đáng. Xứng đáng rồi em ạ. Xứng đáng. Mình đám những gì bỏ ra rồi. Cơ hôm nay làm các cơm 6-700 nền mà anh em cơ ăn mặc nếu thật đang hôm nay bộ video không dám đăng với anh em nào. Không dám đăng, không có tên luôn. Không có tên luôn. Món quế thử nốt đi. Còn món quế ạ. Quả nem thử nốt quả nem đi. Quả nem này anh sẽ hấp dẫn này. Đây này, giòn tan chấm. Chấm lên, nó sốt. Nó sốt được chưa? Nó sốt này nạ nha. Nó
sệt. Anh em mình có nước sốt này. Đưa đây chấm này. Nước sốt này. Ủa, sệt. Nhà em giống với nước sốt của Việt Nam. Nước chấm này đây nó kiểu gì nó cứ sệt như kiểu hạnh ấy nhỉ? Như kiểu nước sốt như kiểu như kiểu có như kiểu bột gì vào đấy. Nhất. Nem này ngon nhưng mà nước sốt nó hơi ngọt. Nước chấm này nó không hợp. Nó ngọt quá. Nó nổi chè. Nước này gần nước tấn như kiểu Việt Nam mình ăn bánh gối, ăn nước mắm lên trên như nước cảng thôi ấy. Đúng rồi, nước cảng ngon rồi. Nó cho cái này cảm giác nó không hợp, hợp bài nào. Ngọt quá ngọt. Ngon rồi. Suốt ngày mà có kiểu cái nước chấm của bánh cuốn chả Hà Nội nó hết bài rồi. Nhưng mà nem ngon. Nem thì ăn rất ngon. Ngon ngon. Thơm. Giòn, rất là nóng, còn vừa gọi ra rất là ngon. Đấy, hơi phêu nước chấm. Tôi nghĩ là lên có ý người ta đổi nước chấm này. Thế hai chục phút rồi chứ nhỉ? Anh hỏi thêm. Chắc tôi biết thích hơn. Mình người Việt nó khác. Thế mới lại Việt Nam. Ngọt đấy nhỉ? Nếu mà nó đã nước chấm kia nó vào Việt Nam rồi, thế phải Việt Nam. Ngon đấy, ngon. Nhưng mà mình review hết các món này nhỉ? Em nghĩ là mình bỏ ra 600-700 nghìn hôm bữa ăn này là cũng còn được đấy chứ. Hợp lý mà. Anh nghĩ là tầm 600 nghìn bữa nay là hợp lý. Tại vì ở đây là sân bay anh ạ. Nếu như giá mà sân bay nó phải khác. Nếu như ở đây không phải là sân bay tôi nghĩ là xuất hành chỉ tầm 200. Nếu mà 200 thì cũng hợp lý. Bây giờ em đưa vợ con ra ngoài 200-300 nghìn đi một nơi nó sang trọng như này. Tính ra cả một lần đi có 400-500. Nó quá rẻ anh ạ. Tôi nghĩ là một chuyến sân bay mà ở nơi đắt đỏ như thủ đô Bangkok Thái Lan thì nó là sự hợp lý so với giá trị này em tôi nhận đều. Nhìn này, năm nay tới 5-6 món. Thực ra nó không quan trọng là anh em ăn gì đâu, quan trọng là anh em ngồi đâu. Ngồi đâu? Thái Lan là thủ đô Bangkok, sân bay thủ đô Bangkok. Bạn khách du lịch Thái Lan, khách du lịch nước ngoài. Tôi đang chờ cái ghế này của tôi đứng lên để người ngồi. Bao nhiêu người xếp hàng đang đợi tôi ăn xong rồi. Nhiều thằng bảo đặt cái ghế này đổi vị trí của tôi bằng cái suất cơm tôi. Mấy thằng còn đang cầm 2.000 giờ bọn tôi sẵn để đưa rồi tôi ra ngoài. Dám đưa 2.000 bế chúng tôi ra. Để tôi đồng ý đâu. Vì cái video này để phục vụ anh em sao cũng 2.000 mà đổi đuổi bọn tôi ra đây. Làm miếng nem cho anh em này. 5.000 ngon. Để em ăn miếng nó thật xíu đi. Em này ăn rất ngon mà cái nước chấm mình cũng không ngắn đâu. Nếu mà đổi được nước chấm thì tuyệt vời. Cơm này. Trong nem này nó có một chút chu hào, cà rốt, thịt, tôm nữa. Nhưng mà công nhận nó pha trộn nó rất là ngon. Như kiểu lem thôi. Anh người thích cái này lắm. Em thích nem. Em có ăn cái nem. Ăn nem một chút thì ra mình cũng nghiện. Anh nghiện bún nem mà. Bún nem muốn chả. Ngon rồi. Nhưng mà trong nước này không hợp. Mình cũng hợp lắm. Biết là người Trung Quốc người ta thích ăn của vậy không? Trung Quốc là ăn thịt kiểu xém ngậy ngợi. Đủ. Mình gọi cho nước chấm nó xong. Em đây có một nước chấm nào mới. Được khoảng em xin nó nước chấm. Anh em xin nó nước chấm mắm mắm. Quẩn. Tôi xin còn nước chấm mắm thôi là có không nhỉ? Đây có mắm này. Đâu có mắm. Cái nước này sao nhỉ? Quẩn. Đây nước mắm chưa? Có ớt mày. Đây nước mắm thuần luôn. Đúng thuần luôn. Đúng nước mắm. Nước mắm này nó phải phai. Nếu mà nước mắm này cho thì nó mặn lắm. Mặn hoa là nghệ đã vào. Nhiều. Tôi nghĩ không cần thiết lắm đâu. Đôi khi ăn không món nó ngon rồi. Ngon thật anh em. Ở đây còn món tôm, anh món tôm nữa. Mày hình như là trùng với món này. Ăn của mày là vịt. Vịt quay mà. Nó lại khác các thớ luôn. Khác thôi. Khác thớ. Nhưng mà dòng cốt nó vẫn thế đấy. Đúng rồi, em thích ăn hơn vịt quay rồi. Nói chung rất vịt quay. Tôi có thêm một món mới là món cơm rang. Nhưng mà nó sẽ cho tôi bao một món tôm này. Tôi thử xem cái chất lượng tôm ở đây sẽ nào anh nhé. Sáng nay thì ăn ở khách sạn thì cái chất lượng tôm của nó mềm lắm. Em ăn tôm mà. Lúc sáng nay tôm sáng con tôm. Tôm nó bổ quá. Cảm giác nó không tươi. Biết nghe tôm đông lạnh. Tôi thử quả tôm ở đây nhé. Xin ra tao. Cái tôm ở đây cũng là nó giòn hơn một chút.
nên không không mở tốt tư mày. Thì thực tế là những cái quán được bán bao nhiêu người là toàn đông lạnh chính, không thể bảo quản đánh trách nó bóc cho anh em được. Đánh trách như vậy thì cơm vỡ lấu, chợ mua được cái được. Nhưng đi ở nhà là vợ nấu cơm hay em nấu cơm? Còn em nấu cơm ấy. Không chuẩn mà. Hả? Không chuẩn mà. Gì ạ? Cứ cây nấu cơm. Em mới nấu cơm mà. Biết nấu cơm luôn á? Nấu nguyên cả mâm luôn. Thật luôn à? Em cũng đang mâm cơm phải mang vào game được mà. Em biết mâm cơm đấy thôi. Em làm sao em nấu được mâm cơm? Thôi em biết nấu nhưng mà em biết khi nấu. Biết khi nấu thì thôi. Nào mà kiểu có việc gì thì... Bất nấu là dạng, dạng mình vẫn làm được. Chung là biết nấu, biết nấu. Anh không có vợ mình vẫn tự nấu được. Nấu được. Ừ. Chủ yếu là vợ vẫn nấu ăn nhiều đúng không? Mình cũng thế, mình cũng biết nấu anh ạ. Món nào mình làm được. Nhưng mà qua một thời gian, cái này vợ nấu cảm giác rất tình cảm hơn. Để nói gì nói vợ nấu vẫn ngon hơn. Mình biết nấu thôi, nhưng mà để mà chọn chuốt tỉ mỉ. Ra làm bếp nhiều khi nó cũng nhiều thứ lắm. Bình này ra nó bình không làm được thứ nữa, chỉ phụ thôi, phụ bếp là hợp lý. Quán đông thế nào em chưa được ăn thế. Nhưng mà nếu như mà anh em ăn Chinatown thì quán kiểu mà nó quán nhà ấy, thì nó đầu tư nghĩa là nó tôm có quầy hải sản như kiểu mình cái quán hải sản của mình ấy khác, nên đảm bảo anh em sẽ đưa rất là nhiều những quán kiểu tiêu thị này. Mình nó làm nên quê tống thì nó không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong siêu thị này làm gì chứa những cái hệ thống nước để nó nuôi tôm sống được không, không không có. Nên là anh em ăn ở đây đôi khi không bằng ăn quán Chinatown mà anh em ăn được thủ đô Bangkok đâu. Tôi ăn một lần thì tôi thấy nó tươi lắm, con nào ăn dai đánh cách thôi, và cái vị thịt nó ngọt. Nhưng mà nếu như mà cho Canada đợt này mà cho bọn tôi thì thêm 1-2 ngày nữa thì có lẽ là cái vị nóc là lần sau vị nóc của tôi nó dài hơn rất là nhiều. Vị nóc này tôi nghĩ không biết là edit bao nhiêu được, nó cũng là một trải nghiệm nhanh nhất rồi một đêm. Sau mà nếu như có dịp mà trải nghiệm sâu hơn thì chắc tôi sẽ cùng với em khám phá với nó khoảng mấy tiếng. Đêm qua anh em mà chẳng quay được gì nhỉ? Mệt quá. Về đi chơi thì cũng về ngủ, mệt cũng ngủ thôi. Qua hôm trước là cũng ngủ ít. Sau đó thì anh đi sớm. Chỉnh đi liên tục. Có được dừng chân đâu. Tắm xong lại đi luôn, cũng là ngủ trưa, ngủ chiều. Hôm qua là đi sập luôn, sập luôn. Chỉ có một vài những suất cơm này lấy lại năng lượng đấy. Bây giờ kìa. Mà 12 rưỡi rồi thì 1 giờ bọn tôi sẽ phải tập trung để check in vào trong phòng chờ. Thì anh em tôi chắc là xin với anh em tôi ăn nhanh và xong rồi vào trong phòng chờ, có gì bọn tôi lại quay xong rồi review tiếp cho anh em về sân bay Thái Lan nha. Các anh em ở phòng chờ nhá. Ok, bọn tôi vừa check in xong như anh Quang rồi. Rồi, hello anh em, bọn tôi vừa check in xong và bây giờ thì chỉ còn đây mua sắm linh tinh rồi trước khi ra về thôi. Ở trên này thì hôm nay tôi sẽ cùng em làm một cái tour. Vợ có mùa thu hoa họ thích rồi, bây giờ mình mua thêm nữa điểm gì? Mình mua nữa không thích thì sao? Không thích nha, không thích này nha. Ba ba Santa Baba. Ồ, mùi điểm nó nam tính. Được đấy nhỉ? À, mùi gỗ này em biết rồi. Khi mà kiểu con gái cởi áo mình ra. À. Người mình nát quá như một sửa gỗ vậy. Đóng của họ. Hay quá nhỉ, anh là thành thợ mộc đây đúng không? Đúng rồi, thợ mộc đấy. Hay quá. Hôm nay anh em phải nhìn thấy đô phun size 100ml. Mỗi ngồi đấy 100ml thì tầm khoảng 9.000, 9 x 7 tầm khoảng 6-7 triệu thôi mà. Ừ, không cao lắm anh ạ, tầm khoảng 6-7 triệu cho em 100ml cũng được. Tôi nghĩ là cũng là hợp lý đấy. Và ở đây thì nó cũng rất là nhiều thương hiệu anh em nhé. Đây này, mua chai nhảy đó này. Max Bari Bạt đây 30ml anh ạ. 30ml là 4.700 bạt. Ồ,
Đây thì chủ yếu là khu này là nước hoa với cả mỹ phẩm. Nha, tôi sẽ cùng anh Tú đi xem thêm nào. Đi lên trên xem có cái gì. Anh Tú hỏi hình như bảo là phải mua cho vợ một cái túi sách Louis vui tươi hay sao ấy. Cho vợ vui tươi. Cho vợ luôn vui tươi. Rồi ok nhá, chúng ta phản thêm nào. Đấy. Cái này thì sẽ là rượu. Rượu sâm panh, rượu sâm panh hoặc là rượu tây, chủ yếu rượu tây. Không có táo mèo hay gì nhỉ anh nhỉ? Ừ, nếu có táo mèo, con táo mèo là anh em. Con táo mèo là em mua 2-3 lít về uống thật. Táo mèo, một táo mèo chán thật. Không quen nào. Thế thôi. Thôi. Bỏ qua nhé anh em, bỏ qua rồi. Đấy, bên này là mỹ phẩm cho các chị em này. Nhưng các chị em mà sang bên này không mua sắm thì tôi nghĩ là một thiên đường. Ok là luôn đấy. Từ những cái thứ lặt vặt như kiểu bánh kẹo hay gì đó, những cái đồ ăn vặt. Đấy, anh Tú chuẩn bị, anh Tú sắp xúc ảo một con túi MCM rồi. Anh Tú sắp xúc ảo một con rồi. Ok ok, túi đeo chéo cái đẹp kìa anh Tú. Đấy. Đây là anh nghĩ túi này hợp lý này. Đấy, anh đeo chéo vuông này, tôi thử. Anh làm mẫu đi. Đây, Tú làm mẫu cho anh em xem này. Ôi à, vua. Đó. Ôi anh Tú đeo túi này hợp đấy. Hợp điên luôn đấy. Thứ năm ngày một xem nó hay chủ đạo cái tông màu này nhé. Đúng rồi. Tông màu đấy. Màu nâu nâu này. Tông màu nâu nâu. Màu cà phê à? Cà phê nâu. Thấy là MCM hay. Tôi hỏi giá này bao nhiêu nhé? How much? 15,000 bạt, tầm 15,000 bạt. 15,500 bạt. 23,000. 50. 2000 years later. Không nha, em nghĩ nếu mà em thêm mua thêm mà mua con to. Nhìn nó ngầu hơn á. To đi đâu anh đeo trông cũng đẳng cấp. Tôi cho em xem lại nhá. Không phải thỉnh thoảng anh Tú mua thỉnh thoảng cho em mượn nhá. góp à góp. Chủ nhật thì ai dùng thì dùng đúng không? Không anh đeo đẹp ấy. Vậy thì. Ok. Ok. Thank you. Thank you. See you. Okay. Hẹn gặp lại lần sau. Ôi, quả luôn vui tươi này trông khác biệt nhỉ anh nhở? Hôm nay em thấy công nhận của thiết kế của quả luôn vui tươi nhìn phát thấy khác biệt luôn đấy. Em thấy cũng đông người vào mà. À Gucci à? Ôi, Gucci một bên rồi còn luôn vui tươi một bên. Đọc là như nào? Louis Vuitton à? Đấy anh em. Em thấy ở trên Shopee đọc là Vuitton. Louis Vuitton. Như đọc là Louis Vuitton nghe không? Các bạn là vào mấy cái kiểu luxury này không biết là có được quay không? Thì chưa vào bao giờ. Đây là cái logo này là Gucci ấy. À, sao mấy cô ở chợ nhà gần nhà em hay đeo mấy cái túi này thế nhỉ? Chợ nó nhìn có tiền ghê nhở. Đúng cái logo này mình cứ tưởng là cái gì đấy anh em ơi, thấy không, không được quay luôn đó. Đây là một số cửa hàng như em xem thân thiện nhở, vào đấy cũng tùy cửa hàng, nói chung tùy cửa hàng đấy. Ngoài đây là cái hình của sân bay Thái Lan. Rắn là cái biểu tượng của Thái Lan mà. Đó anh em, đẹp luôn. Chắc là chỉ quay được bên ngoài thôi, còn không đi thẳng vào trong được. Có túi khách đấy. Các tia là túi xe à? Dòng giống biểu tượng quá kìa. Cổ tay anh lấp lánh Cartier đấy à? Đây sunglass này anh. Vâng, đây là nhau nhưng anh bảo tìm kính này, bên này có kính luôn này.
sunglass này. Tôi từ bây giờ đi ra đây anh em đi bộ. Nhìn mỏi hết cả chân rồi đấy. Mỏi chân dã man. Em đi mấy cây rồi đấy. Em cũng phải đi mấy cây rồi. Chỉ đi bộ. À, còn chưa đến được chỗ tí nữa mình đi. Cái cửa của bọn tôi là đâu? Cửa đi chưa biết luôn. Chỗ ở đây là một tên em. Vâng. Chỗ đây là chỗ đây anh em ơi. G1 với G5 mà bây giờ còn đi khoảng à. Tôi đi từ lúc giờ lấy giờ khoảng 10 phút rồi mà cửa bọn tôi vẫn cách đây. Em nghĩ bây giờ phải đi nhanh lên đấy, nhanh lên không kịp bây giờ 2:30 rồi. Chắc là mình làm tí quà mang về đây làm tí xôi xoài đi. Làm tí xôi xoài đi anh ạ. Ôi ôi đây rồi, đây rồi, đây rồi, may quá. Đặc sản luôn. Chắc là tôi phải mũi xôi xoài anh em ạ. Ui, đây rồi. Xôi xoài, chính xác luôn. Mango sticky rice. Xem Hôm nay là ngày 26 tháng 3 là hết hạn luôn. Là hạn. Ngon thế nhở. Ở đây chúng ta có một loại xôi kiểu màu xanh này. Cốm hay là chắc là có tí cốm anh ạ. Đây là màu trắng. À. Em muốn mua mấy hộp? Em chắc là mua hầm ở 2-3 hộp cho gia đình các thứ. Vâng. Thì anh lấy ra 1-2 hộp đi. Rồi thế. Tôi chốt mua rồi anh. Ở đây này, giá anh em nhá. Giá một quả xôi xoài là 180 bạc, anh em cứ nhân 180 nhân tầm 7 đi. 7 1 là 7. 6 tầm 120 anh em nhá. Đó, tầm 120 một cái khoảng đấy. Xôi xoài này 120. 120 lóng dã man này. Vẫn còn nóng hừng luôn. Vẫn còn ấm nguyên luôn. Vừa xuất xuất tượng. Quả xoài hơi xanh đấy. Anh nghĩ là chọn quả xoài chín đấy. Em chọn quả xinh. Xinh luôn đấy hả? Nhỏ. Tôi với cả đi ăn thì anh em chọn quả xoài. Rồi chắc là bây giờ chọn xôi xoài xong rồi. Em chọn đi. Đây cho em lấy. Anh chắc chỉ lấy một cái. Anh lấy một cái hả? Em lấy hai cái đi. Một là một xanh. Em nghĩ em lấy một xanh một trắng đi. Ê anh em ơi. Đây thì tôi với anh Tú vừa mua mấy hộp xôi xoài mang về làm quà cho gia đình. Đấy. Tôi làm quà hai cái anh em nhé. Đấy, đi Thái mà không mua xôi xoài người ta lại bảo là chưa đi Thái bao giờ. Đấy thì bây giờ tôi với cả anh Tú thì sẽ di chuyển về phía cổng xuất vé, cũng chuẩn bị đến giờ lên máy bay rồi. Thì chắc là cái hành trình đi Thái của anh em tôi nó cũng sắp kết thúc rồi đấy. Hello các anh em. Vậy là chúng tôi đã đến đoạn kết của cuộc hành trình rồi. Bây giờ thì tôi cùng với cả anh Tú cũng như là anh Quang đang trên chuyến bay trở về lại Việt Nam, kết thúc cái hành trình đi Thái Lan 2 ngày 1 đêm này. Thì thật sự là rất cảm ơn nhà phát hành FC Online Việt Nam đã tạo điều kiện cho cả tôi và anh Tú cũng như là anh Quang có mặt trong cái cuộc hành trình hôm nay và được tham dự sự kiện, được gặp cả ma thú, được thăm đất nước Thái Lan xinh đẹp. Và rất mong rằng chúng tôi sẽ có thêm thật nhiều cơ hội okay. Trong thời gian sắp tới. Và chuyến này tôi nghĩ là vẫn chưa đủ để anh em chúng tôi có gì đó nó gắn kết nữa. Mong là những cái chuyến đi nếu có dịp thì có những chuyến đi sau sẽ mong nhà phát hành tạo điều kiện chúng tôi đi lâu hơn. Dài hơn, lâu hơn. Ok và vlog của tôi chắc là cũng đến đây thôi anh em ạ. Vì lâu lắm rồi mới làm vlog lại nên là có vấn đề gì thì mong anh em có thể góp ý cho cả tôi cũng như là cả anh Tú như là anh Quang nữa. Thì có gì thì anh em cứ comment và mong là anh em sẽ đón nhận tất cả vlog của anh em tôi trong cái chuyến đi Thái Lan này. Rồi ok, một lần nữa chào tất cả anh em. Bye bye. Bye bye.